Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến nhiều lĩnh vực và ngành nghề, nhất là ở khối sản xuất khi phụ thuộc vào nguồn cung nguyên phụ liệu nhập khẩu. Trước tình hình đó, ngành công thương đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy và tái cơ cấu các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó xác định trọng tâm là khu vực công nghiệp hỗ trợ. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội liên tiếp nhận được đơn hàng. Tuy nhiên, do phải đảm bảo về quy trình sản xuất, tối ưu chi phí, nên có những doanh nghiệp phải cần thêm thời gian mới có thể đáp ứng. Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang chiếm khoảng 5% trong tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó nhiều doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp vẫn thiếu và yếu về quy mô cũng như năng lực. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều đề xuất với Chính phủ về các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, trong đó giải pháp cơ bản là đầu tư nguồn lực từ ngân sách trung ương và địa phương để tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Bên cạnh đó, để phát triển công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cũng đã kết hợp với một số tỉnh, thành phố tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, hỗ trợ tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ. Gần đây nhất tại Hải Dương, lễ tổng kết chương trình tư vấn cải tiến cho các doanh nghiệp tham gia dự án tư vấn cải tiến cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã được Cục Công nghiệp Bộ Công Thương tổ chức. Đây là kết quả của biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình tư vấn dành cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương trong ngành công nghiệp hỗ trợ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ Công Thương và Công ty Samsung Việt Nam được ký kết vào đầu tháng 2 năm 2020. Chương trình tư vấn lần này được triển khai tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian triển khai dự án. Các công ty tham gia đã kết hợp với các chuyên gia của công ty Samsung thực hiện nhiều nội dung cải tiến như nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng, giảm tỷ lệ lỗi trong quy trình sản xuất, hoàn thiện các tiêu chuẩn về 5S, xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm soát, tăng cường khả năng tự chủ về khuôn mẫu, nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Khi bắt tay vào cái triển khai cái chương trình này ấy, thì nó có khó khăn là do cái dịch cúm Covid. Thế nhưng mà bằng cái sự nỗ lực quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là cái sự là hỗ trợ rất là nhiệt tình, trách nhiệm của tập đoàn Samsung cũng như là Bộ Công Thương, doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì và tiếp tục coi là cải tiến để làm sao mà nâng cao hơn cái trình độ năng lực quản trị công ty cũng như là năng lực cái kinh nghiệm kỹ thuật của đội ngũ cán bộ. Tôi thấy ban lãnh đạo các công ty rất tích cực tham gia cải tiến. Điều này tạo nên sự biến đổi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đổi mới và cải tiến là việc làm không ngừng diễn ra, chứ không thể dừng lại. Chúng ta chỉ cần dừng lại thôi, thì tất cả mọi thành quả của chúng ta trong quá khứ không có giá trị. Chúng tôi đã đào tạo được các tư vấn viên, các công ty có thể đề xuất với Bộ Công Thương để có sự hỗ trợ. Đánh giá về chương trình tư vấn cải tiến do công ty Samsung Việt Nam, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chủ trì và đồng hành cùng các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, đa số các doanh nghiệp cho rằng sau khi được tư vấn, doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi tích cực. Những kết quả này sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thời gian vừa qua, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương kết hợp với Ủy ban tỉnh Hải Dương và tập đoàn Samsung đã phối hợp để hỗ trợ cho một số doanh nghiệp ở Hải Dương. Thì cũng rất vinh dự cho công ty Delta chúng tôi là một trong số các doanh nghiệp được Samsung đào tạo trong thời gian vừa qua. Có thể nói rằng sau cái kết quả đào tạo thì khẳng định đó là một bước rất có lợi ích đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Delta. Và đó là bước ngoặt của công ty chúng tôi để từng bước công ty chúng tôi có thể thâm nhập được vào các cái doanh nghiệp nước ngoài và có thể từng bước để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ trước đây ấy, chúng tôi thường là cải tiến nó không theo một cái định hướng nào cả. Chúng tôi cứ cải tiến thôi, nhưng mà chúng tôi không biết là nó có hiệu quả hay không. Đấy, thì sau khi mà được chuyên gia tư vấn đến từ tập đoàn Samsung này và chuyên gia tư vấn đến từ công ty trung tâm IDC của Cục Công nghiệp thì chúng tôi đã có một cái cách nhìn nhận vấn đề và cách phân tích vấn đề một cách rất hiệu quả. Và chúng tôi đã cải tiến rút ngắn được cái thời gian cải tiến. Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục là mở rộng, nhân rộng cái mô hình đào tạo cái chương trình này ra. Và chúng tôi sẽ cải tiến áp dụng cho nhiều sản phẩm hơn nữa. Thực tế từ sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho thấy, dù đang trong giai đoạn khó khăn bởi những ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng cũng đã mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp do đã làm tốt bài toán đầu tư, biết cải tiến quy trình sản xuất và có thể đảm nhận những đơn hàng lớn.
trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cũng sẽ có các hoạt động tăng cường kết nối với các hiệp hội ngành hàng để nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp. Đồng thời, Cục cũng sẽ phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, tổ chức các chương trình kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, tăng cơ hội tiếp cận với các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.